Hello tất cả anh em, lại là mình Tùng Thúng Nghèo Kiết Xác đây. Thì chào mừng tất cả anh em tới với series Hóa Thân Thành Idol Top Top. Và người được chọn hôm nay đó chính là Top 1 gỗ xưa Mohat. Mọi người có muốn lượng đam của gỗ xưa như thế này hay là như thế này? Thì ok, sau đây top 1 gỗ xưa Mohat xin giới thiệu cho các bạn bản ngọc và trang bị của gỗ xưa. Đầu tiên của trận đấu thì chúng ta sẽ lên cái cục này. Tiếp theo chúng ta sẽ lên dài kiên cường. Vì sao? Vì chúng ta cần một sự gọi là sự lương lẹo để thoát khỏi những cái cú choáng. Tiếp đó chúng ta sẽ hoàn thành món trang bị đại địa mở chói. Tiếp đến thì chúng ta sẽ tùy cơ ứng biến. Thì chúng ta sẽ nhìn vào tem địch là ví dụ bên kia mà có hàng sát thủ bằng sát hương phép thì chúng ta sẽ lên cái miếng đó. Sau đó chúng ta sẽ lên cái giáp. Và cái món chúng ta ưu tiên nhất đó chính là nham thuẫn nha mọi người. Bởi vì đó là sự kết hợp giữa cơn mưa dưa hấu và nham thuẫn, thì nó sẽ tạo ra một lượng giáp khổng lồ và hồi máu rất là dữ. Và sau khi đã lên thuật nham thuẫn rồi thì chúng ta sẽ hoàn thành nốt những cái trang bị như là quân chương trôi và khiên thất truyền nha. Và cái món trang bị cuối cùng để chốt sổ luôn thì ai cũng biết rồi, đó là giáp hồi sinh mất tục cơm. Tiếp theo phần phù hiệu và bản ngọc thì chúng ta sẽ chọn theo phổ biến một là lụm hết nha mấy đứa ơi. Và đó là tất tần tập về trang bị phù hiệu và ngọc của top 1 gỗ xưa. Chúc các bạn sớm thành top 1 gỗ xưa nha. Ok tất cả anh em, thì bây giờ mình sẽ bắt tay vào trận đấu để xem coi Hóa Thân Thành top 1 gỗ xưa có thành công không nha. Thì ở tập sau anh em muốn mình Hóa Thân Thành idol top top nào thì nhớ comment ở phía dưới phần bình luận. Còn bây giờ thì let's go. Hy vọng là mình sẽ bích được con gỗ xưa nha anh em ơi. Tại vì hiện tại, tại thời điểm hiện tại là con gỗ xưa này khá là hot pick đấy. Rồi giúp đi, tỷ lệ thắng 100% đây mà không giúp nữa thì giúp ai bây giờ? Ok, chuẩn luôn, tem bên kia lại còn có vé red nữa chứ. Ui dồi ôi, trận này đúng là một trận đấu đáng xem đây anh em ơi. Vô thôi. Đầu game thì anh em cứ di chuyển thẳng ra mid cho mình nha mọi người. Đó, đầu game thì anh em cứ di chuyển thẳng mid cho mình. Thoải mái mà. Tem nói ai đi mid nào? Crisy, bướm bướm, rồi. Đó, anh em này quá này, đó, bắt chiêu đúng không? Anh em chuẩn bị dùng chiêu 1 này. Đánh vào con Alice này. Ui, né không được rồi, Alice kia đấy. Nhưng mà không sao anh em ơi. Đánh thêm một cái nữa nè. Rồi, cứ bình tĩnh thôi. Hai con này nó yếu không mà anh em? Thấy chưa? Choáng hai thằng luôn anh em thấy không? Này. Đánh thêm một phát vào đầu rồi nè. Rồi đi. Qua cướp. À đồ nó bị gì anh em ơi? Bị gì rồi? Gì nè? Đây nè. Gộp nè, rồi sao? Một mạng nè. Đùa với top 1 gỗ xưa. Một phát nè. Đây nè. Hụt nè. Rồi hai mạng ở đấy chứ đâu. Rồi thằng này đòi giết đẩy tới này, gộp này, butterfly này, quá tuyệt vời. Rừng ơi, qua đây rừng ơi. Rồi solo tiếp vô đây, đời đẹp tao quá. Một này, gộp này, đẩy ra này, chơi xem nào ơi. Mày bắt tao này. Uầy, mặn thật sự anh em ơi. Má mày. Đánh như thế thì em bạn lại phải khóc rồi. Mày tỉnh đi đâu? Gộp này, đánh vào đâu nè. Rồi. Hết mana này mới căng đi chứ. Rồi đây. Đánh vào đâu mày nè. Rồi làm con rồng đi. Rồi pha này phải bình tĩnh em ơi. Con này hết mana, con này mà còn mana là chơi được rồi. Không có cục máu luôn anh em à. Con này thì hết mana mất rồi. Đẩy lính về farm thôi. Ok nha. Đây chứ còn đâu nữa, xin. Thấy không? Đánh như thế này khóc rồi anh em ơi. Aoi này khóc rồi. Aoi này không biết chơi game ơi. Chết đi con. Rồi bê rết. Sao. Đẩy bê rết cái này. Gộp cái này. Đẩy thêm cái này. Đẩy hai con này cái này. Ôi.
dậy này. Rồi ôi ôi mình kéo hút rồi. Đấm một cái này. Gộp một cái này. Đấm thêm cái nữa này. Đấm thêm cái nữa này. Rồi 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 rồi. Từ 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 từ. Rồi đẩy ra. Mạnh thật sự anh em à. Mua sánh rồi. Xong xong xong. Rồi đây 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 đây. Cần 5-60 thăng luôn. Ui dồi ôi không thể. Ui dồi ôi chú bắn chết anh em ơi. Là cái nổi tài này anh em ơi. Rồi gộp nè. Đẩy một cái này út tí này. Rồi chạy đi đâu. Nhanh 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 nhanh. Rồi 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 thằng này chết luôn. Gộp một cái này. Rồi xong. Quá hay. Đến từ vị trí của top 1 cổ xưa tổng thống Vietjet. Hóa thân thành công nha anh em. Như này là hỏa thân thành công nha anh em. Đây, vé rết, vé rết, vé rết này. Gộp này, đây này. Chết này, chết. Chết à. Hai con này, từ từ anh em nha. Phá này hơi khó nha. Rồi, phá này nhá. Phá này này, phá này này. Đây, đây. Đây 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 đây. Rồi tóc biển này. Gộp 5 thằng này. Đẩy 2 thằng về này. Dài này. Úi dồi ôi. Quá hay. Quá đỉnh. Trận này mà không được MVP mình tặng cho anh em một con nặc nhá. Trận này mà không được MVP mình tặng cho anh em một con nặc. Nó hóa thân thành công là phải được MVP nha mọi người. Trận này không MVP tặng cho anh em một con nặc. Việt Nam nói là làm luôn á. Phải đơn giản đâu. Đơn giản mà anh em. Rồi lấy chỗ ấy. Mày ha bưởi. Mày ha bưởi. Em ăn chưa sử rồi. Sử rồi là xổn ra quần rồi. Rồi 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 từ từ nha anh em nha. Mình chưa lấy được cái nổi tài đâu. Rồi xong xong xong. Đấy màn sóng hết rồi. Úi dồi ôi. Úi dồi ôi. Đánh chủ kia. Úi dồi ôi. Đẩy thêm cái nữa này. Vô này. Úi dồi ôi. Anh em đoán được MVP không? Không được MVP tặng anh em con nạc luôn. Con này trông khoai đất này. Đẩy như thế này thì bảo sao. Con Ibernate mạnh thật sự anh em à. Ok nhá. Coi như là mình đã hóa thân thành công rồi. Ở tập sau anh em muốn mình hóa thân thành nai á thì nhớ comment ở phía dưới phần bình luận. Đừng quên ủng hộ mình một like cũng như là một đăng ký kênh nhá. Cảm ơn mọi người rất nhiều.